Chủ đại lý bia ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, một thanh niên gọi điện thoại cho chị chào bán bia với giá rẻ hơn thị trường. Sau khi tính toán, chị đặt mua của người thanh niên này 400 thùng bia, tổng cộng hơn 95 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của đối tượng sau khi nhận hàng. Đúng hẹn, có người đến giao bia nên chị yên tâm chuyển tiền, nhưng sau đó mới biết tài khoản nhận tiền và tài khoản bên giao bia là khác nhau. Thì anh viên nhân viên hàng mới nói là chuyển khoản thôi, chứ không có nhận tiền mặt. Rồi xong cái em chuyển tiền cho bên đây rồi, cái anh giao hàng bia ảnh cũng không có ấy gì trơn, cái ảnh mới nói là bên kia chưa chuyển tiền ảnh. Ảnh điện lại bên em, em nói trời ơi tôi chuyển tiền rồi chứ sao tôi chưa chuyển được. Thôi giờ anh đi qua công an với tôi đi chứ tôi thấy cái trường hợp này là không đúng rồi. Cái em mới chạy lên ngân hàng là sao kê cái phiếu em chuyển tiền. Rồi mới qua bên công an xã thì em báo bên công an xã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Long Mỹ đã bắt được đối tượng lừa đảo là Bùi Văn Tý, ngụ tỉnh Long An. Khám xét nơi ở của đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và điện thoại di động. Tý khai nhận, ngoài bị hại ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đối tượng còn lừa thêm hai người khác ở tỉnh Bình Thuận, chiếm đoạt thêm hơn 160 triệu đồng. Với thủ đoạn lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu mua bia giá rẻ, Tý giả mình là người bán bia với giá tốt và dụ dỗ nạn nhân. Tiếp sau đó, đối tượng đóng vai người mua bia, liên hệ đại lý bia khác để đặt hàng và cam kết chuyển khoản sau khi nhận hàng. Lúc người mua thật đang nhận bia thì Tý hối thúc chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng rồi tắt điện thoại. Khuyến cáo bà con là chỉ nên là mua bán ở những cửa hàng là có địa chỉ cụ thể và có uy tín. Thì trước khi mà chúng ta giao hàng cũng như mua hàng mà cũng như là thanh toán tiền á, thì bà giữa người bên mua và bên bán thì phải đối chiếu thông tin với nhau, ví dụ như thông tin của cái người đặt hàng, rồi số điện thoại người đặt hàng, rồi tài khoản người nhận tiền, thì chúng ta tuyệt đối là không nên chuyển tiền cọc trước. Và ngoài ra thì việc mua bán thì cũng phải có hóa đơn thể hiện cụ thể rõ ràng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Mỹ thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Bùi Văn Tý liên hệ qua số điện thoại của công an huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn, đồng thời cảnh báo với hình thức bán hàng giá rẻ, người dân cần hết sức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang.